Alo, à, vâng, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với giấc mơ bờ bờ chúng con Hiện tại thì ngày hôm nay đấy ta về con 76 mọi người nhé Hôm nay ở trên, uh, trên video Thì mình gửi đến cho anh em chúng ta con 15 và con 3553 ngày Hôm nay ta chưa có Đây là cái video của mình 15 và 353 Vậy là chúng ta lại quay trở lại với bảng thống kê, bản nhớ của mình Thống kê của tháng 4 mọi người nhé Hiện tại thì các bạn thấy là sau khi đề về 48 thì mình cho anh em chúng ta được con 15 mà có 353 thì tạch mất. Và tháng này thì anh em chúng ta vừa ăn được có 10, 17 nháy thôi, trên tổng cộng là 17 ngày chốt. Trung à, bình là các bạn là mỗi ngày ăn được một nháy mọi người nhé Hôm nay thì rất nhiều là mặt trận trượt. Ngày ngày gì mà nó quay khó thế nhỉ? Lướt lướt thì cũng thấy uh... cái lô rơi thì cũng không có mấy đâu nha em ạ. Đầu 2 đầu 3 thì nói chung là nó chỉ ra toàn lô mới thôi. Có bắt đầu 4 giờ có 41 còn lại thì uh, rơi thêm con 80 nữa còn lại không rơi thêm con nào có nhỉ toàn về có ngược lại thì đây thế là có con một này rồi là 070 này các bạn này 080 này 121 này 141 này 232 thì con gần gần này toàn rơi lại đây, anh em ạ 343 Nói chung là nay khó anh em nhé cá nhân mình nhận định là như vậy và các cầu thủ ở trên diễn đàn thì cũng ăn rất là ít à, từ bảng chốt vip thì có minh nhật ăn được con 23 hai nháy thôi mà càng lô là năm hai ba đề không ăn đến bảng chốt à, à, top 1 thì có thánh lô Thần đề ăn được con bảy sáu càng một bảy sáu và cũng không ăn được đề mọi người nhé đề nó lên kép bảy bảy thôi không có đề giải bảy giải bảy cũng như giải nhất đều không ăn à, có thêm cái bảy sáu ở đây mọi người nhé trong dàn là 36 số anh em ạ. Đấy, số 76 trong dàn 36 số. Còn lại này giải nhất giải 7 thì không ăn Đấy, bằng chốt cao thủ thì có lão hà cũng ăn được con 67, 76 ở trong dàn đời 10 số. Và 64 số, 36 số các bạn nhé Còn lại thì càng đề là không ăn này. Và đến ra các lô tiên sinh thì cũng vậy thôi, trung mâm thì ăn được con bạn càng đề 5, 76 ở trong dàn đề 36 số và 64 số mọi người nhé. Đấy, về cơ bản là như vậy rồi còn các bạn còn lại ví dụ, như bảng lô khung hay là bảng số đề khung thì nó không cần nhắc đến rồi lô khung ngày hôm nay thì cũng gãy thôi lô khung ở trên video thì không chín không ngày đầu tiên hiện tại thì chúng ta đang nói chung là cũng cắt được dây thông rồi cắt được dây thông đây là không một hai ba bốn năm sáu bảy bảy hôm cắt được dây thông là bảy hôm ăn ngày đầu tiên mong ngày, ngày mai ăn ngày thứ hai nổ hai nháy cho anh em với các bạn là trên video để tăng đến mức lãi lên đúng không ạ cơ bản là như vậy thì mình cũng chỉ muốn gọi là đánh nhanh rút gọn thôi anh em chúng ta muốn đăng ký được khoản diễn đàn và tham khảo số của các cầu thủ thì các bạn đã truy cập cho mình là vào trang giấc mơ vào chúng con mọi người nhé sau đó thì anh em nhấn cho mình vào, vào phần đăng ký ở bên góc tay phải ở dưới cùng ạ thì các bạn đã sẽ có một cái giao diện như này các bạn đang kéo giống một chút và anh em chúng ta sẽ thấy đăng ký tài khoản nhà cái vận đỏ 88 bet này thì thưởng 10 nào à, link đăng ký thì các bạn sẽ click trực tiếp vào cái, cái, cái chữ nhấn vào đây mọi người nhé sau khi mà anh em click vào chữ nhé vào đây rồi thì các bạn kéo lên thì, thì, các bạn đã đăng ký xong rồi đúng không ạ nhập tài khoản rồi là đăng ký xong rồi các bạn đã quay trở lại đây quay trở lại cái bảng thông báo này các bạn click vào tên zalo của mình nhé sẽ ra cái zalo là nguyễn nhật minh đúng không ạ thì mình sẽ hỗ trợ các bạn cũng như anh em chúng ta trong việc làm mở tài khoản diễn đàn à, rất là nhanh thôi mất của các bạn đâu đó khoảng 1 đến 2 phút và mình sẽ hỗ trợ các bạn cũng như anh em mà chúng ta mở xong tài khoản diễn đàn rồi để anh em mà chúng vào tham khảo số các cao thủ này và anh em xem các bảng số bảng số lô khung này rồi đề khung hay là sớm nhất là trong đầu tháng 5 thì các bạn đã sẽ có thêm là một cái giải dự đoán nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau và tham gia cùng với diễn đàn chơi cùng với mọi người mọi người nhé đấy à, ngoài ra thì còn có rất là nhiều thứ để cho các bạn cũng như là anh em chúng ta trải nghiệm như ví dụ như phòng chat hay là phong độ tao thủ à, rồi là các cái bảng số về phần uh, mình bắc trung nam nói chung là đều có cả và kinh nghiệm và công thức về bờ thì đều có cho anh em mọi người nhé đó thì hy vọng là chúng ta có thể là cùng nhau xây dựng diễn đàn lớn mạnh hơn rồi đến phần uh, chốt số cho ngày mai kinh nghiệm mà uh, đề ra 76 thì anh em đánh lô gì đúng không ạ thì hiện hiện tại đây báo cho các bạn cho con 03 và con 33 tháng 8 mọi người nhé Đây là cục kèo cho ngày mai 03 và 33 tháng 8 hiện tại thế là cũng có con 33 rồi 3388 thì uh, Nói chung là xác định là cầu lô rơi các bạn nhé mà 0330 thì cũng vậy thôi 030 sau khi về dây dây 4 thì Về cái dây 4 thì chưa có đổ lại cho anh em phát nào Những lần trước thì về dây thì đa số là đổ, lại thôi Đấy, cho Nên là các bạn chúng ta có tham gia thì mình nghĩ là Anh em đánh cho mình ngày mai là 03 cộng với 3388 là đẹp rồi Ổn rồi Đấy Chỉ cần như vậy thôi anh em nhé Đó mà chúng ta sẽ thêm vào trong cái bảng à, đây là bảng thống kê bạc nhớ của mình. Hy vọng là từ cuối tháng chúng ta đạt được chỉ tiêu là mỗi ngày một nháy, anh em chúng ta đã có lãi rồi. ăn được 30 mười nháy lô là cũng ok rồi mọi người nhé. Thứ ba ăn một thôi, và hôm nào may may thì ba ăn hai, đấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái rực rỡ hơn. Đấy, còn cái bảng là như vậy thôi. Rồi anh em đăng ký tài khoảng diễn đàn thì các bạn ta làm theo các bước hồi nãy mọi người nhé. Bây giờ thì có lẽ là xin chào và hẹn anh em chúng ta cái video ngày mai của mình. Xin chào.